Thôi chào mọi người nha. Đến bây giờ mình đã nâng cái này lên đúng gần một thước rồi đó. Đó. Bây giờ cái bồn của mình nó cao hơn cái máy nóng này. Đó. Bây giờ mình kê cái thang rồi mình nâng lên. Cuối cùng mình đã làm, nói chung là đã xong rồi đó. Đó, mình chia sẻ cho anh em cách này có nâng bồn thì dùng cái con đội ô tô này nha. Vậy thôi, chào mọi người nha.